Ơi anh thấy đi ai ai đi giống Có thấy gì đâu, có chút. nó đi qua lại đó. Thấy sáng sáng nhỏ nhỏ không biết cái gì. Mọi Thấy đó là cái bụi chuối. người thấy anh ta, ủa tôi pha đúng chỗ nào vậy? Không thấy. Nó ngồi đó kìa, Hả? anh bước đây nè, tắt đèn thấy rõ hơn á, anh tắt đèn thấy đây. Hello, xin chào thầy cô chú anh chị và các bạn đã qua kênh YouTube của Săn Mai Vlog nha cả nhà. Thì cả nhà thì hôm nay thì mình với anh Nguyên vẫn đi chung nhưng mà cái là chào riêng là do là hôm nay mình có một số anh chị có gửi ít kinh phí để cho mình mua lại chiếc xe mọi người. Nó thì trước khi mình đọc những tên của anh chị thì mình sẽ nói về chiếc xe chút xíu. Thì cái hôm mà cả nhà mình xem video đó là Tú đã mắc chiếc xe đó khoảng 4 bữa rồi. Tại vì Tú đã quay video đó trước 4 bữa rồi. Thì 4 bữa sau Tú mới up lên thì mọi người xem là mất hết 4 bữa rồi. Thì đến thời gian hôm nay thì cũng khá là lâu rồi. Thì hầu như cái thông tin chiếc xe thì hầu như là không có tin tức gì cả. Mình cũng đã tìm mọi cách cũng như là liên hệ bên chính quyền để rà soát và tìm chiếc xe đó. Nhưng mà cái đêm đó thì hai anh em mình lúc mất xe là vào lúc là khoảng cũng gần sáng rồi. Nó thì mình cũng khi mà mình báo cáo cho người ta bên chức năng chính quyền á thì họ cũng khó tìm ra, tại vì cái giờ giờ nó khuya lắm, không có người bằng người người nào thấy những cái, nói chung là cái xe nó bị chạy, người ta chạy đi á, không có ai thấy cái xe đó hết, tại vì lúc đó người dân ta ngủ hết rồi, đâu có ai thấy đâu. Không phải như người này kia thấy xe đó này nọ đồ còn hỏi ra chi lùng cả được, còn này hầu như là không có thông tin gì cả. Nó thì Tú đến hôm nay Tú cũng đã nói rõ luôn là mọi người ơi, thì cái xe đã mắc, hoàn toàn mắc rồi. Thì cũng là rất cảm ơn mọi người đã hỏi thăm về chiếc xe của mình đó, thì rất là cảm ơn mọi người đã rất là nhiều nha. Thì ok, thì bây giờ Tú sẽ đọc tên những anh chị mà ủng hộ kinh phí cho Tú để mua xe nha. Thì cảm ơn chị Lê Phạm Như Trúc là một 100.000 đồng. Quá trời mũi vậy ta. Tại vì cũng nhiều anh chị cũng có anh chị gửi gửi nhưng mà không không có để là nội dung là ủng hộ mua xe mọi người. Chị Lợi Nguyễn gì nè gửi 200.000 đồng cho mình uống cà phê. Ngô Thanh Hồng là 1.000.000 rồi. Gì không biết là của ai nhưng mà 50.000 ủng hộ kinh phí rồi. Nói chung thì mình cũng không có ấy được nữa. Gì anh Hành Thanh Hòa, Hoàng gì nè, anh Thanh Hoàng 200.000 nè. Rồi tại vì không có nội dung chuyển nhé, không có nội dung, đa phần là những anh chị mà ủng hộ Tú để mua nhang đèn trái cây cũng như là mấy cái tiền gà vịt. Thì nói chung thì mình cũng rất là cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã ủng hộ kinh phí cho Tú nha. Thì thông tin hôm nay thì chính xác nhất là xe đã mất rồi. Thì anh em mình cũng đang cố gắng để tìm kiếm thêm tiền để mua xe khác chạy. Và hiện tại bây giờ thì Tú đang đi xe cứu vợ Tú nha.
thì cái tập vừa qua mọi người xem đó thì hai anh em mình đã trồng cây chuối và hầu như đặt camera thấy cô gái đứng ngay cây chuối rồi, thì chắc có lẽ mình nghĩ là cô gái đó đi theo về chỗ cây chuối rồi mọi người. Đó thì hôm nay hai anh em đã đến đây và có mua một ít trái cây, quần áo, giấy tiền và đốt cho cô gái, và sẵn dịp quay lại xem thử coi là cái chuối đó có sống hay là không, hay hoặc là cái chuối đó có bị người ta nhổ bỏ hay không thì mình cũng chưa biết được. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong với anh Nguyên nha mọi người. Thì vậy thôi cả nhà ơi, thì bây giờ cả nhà, bây giờ mình sẽ với anh Nguyên đi vào trong. Đi qua cầu cho mình té lộn lũng mèo đó. Người ta cầm đèn nè, người ta cầm cam nè. Cái này lọt hầm chắc chắn rồi. Bột đen đen này em ăn gì đây ta? Bột gì, bột gì vậy? Đen nữa. Có giết người, giết người phi tang vậy? Thì ở đây đồng hiện tại giờ đã cắt lúa hết rồi mọi người. Trên đó xa quá không thấy. Tinh pha pha chỏng là xa quá không thấy, đi gần gần lại. Tinh pha là cho người xem cái khu mộ đó. Chả thấy gì vậy? Ở đây cũng không thấy nữa. Ủa? Anh nhớ có cái rổ bị đứt ngang mà ta. Ở đây nè. Chỗ này bị lắp lại nè. Chỗ này bị chạy mới cài cái banh đường nó đắp lại nè. Ơi. Anh thấy đi ai đi giống không? Nó đi qua lại đó. Cây sáng sáng là nhỏ không biết cái gì. Người ta, là cái bụi chuối. Mọi người thấy không ta? Ủa tôi pha đúng chỗ nào vậy? Không thấy. Thấy gì hết vậy? Ở ngoài mình thấy giống như có người đi đó đó. Ừ. Kìa thấy kìa anh ơi. Thấy gì đây, tàn ba con gì đó không? Quá xa rồi, không thấy. Xin đồ chút nữa. Nãy mình thấy cái gì giống như người qua lại đó, biết thấy phải không? Kìa. Rồi. Cô gái có bầu nhưng mà phải không? Mình thấy trắng trắng thôi chứ không có thấy rõ. Tại vì ở ngoài á, mình thì ở ngoài thấy hơi mờ mờ nè, mà ở trong cam mình thấy trắng tươi à, mà nhỏ quá nhỏ không thấy nè. Thì đi tới đây bây giờ, nếu mà mình cam nó ta thấy thì về mình sẽ phóng to khúc đó ra. Ừ. Đi tới đây. Thì hôm nay thì anh em mình cầm đèn lên cả nhà để những cái đằng trước không có chuẩn bị danh đèn theo á, thì không có thấy đường đi. Gì kêu hả?
thấy gì? Quá trời những con gì nó bay à, nó theo đèn à. Dạ. Nó ngồi đó kìa. Hả? Anh bước đây nè. Tắt đèn thấy rõ hơn á. Anh tắt đèn thấy đây. Thấy gì đâu. Ủa đâu có tiêu rồi ta? Thấy có cái con gì bay đó. Anh thấy đứng đứng trên người mộ luôn á. Nãy cô gái cô bầu này lại giữ mộ hả? Giữ mộ ta. Thì đây nè cả nhà, coi như là hiện giờ cái cam đang thấy, mà ở ngoài thì mắt thường thì không có thấy được. Nãy mình pha đèn lên không thấy. Bởi vì sao pha đèn lên thì không có thấy, mà bây giờ mình tắt đèn thì mình thấy có như là một nó đứng ngay chỗ cây chuối đó ta. Ờ đứng ngay cây chuối á. Chỗ cây chuối á cả nhà. Thì bây giờ anh em mình đi ra đẳng luôn. Đi. Nè, mình bây giờ là mình thấy xài để thải cam luôn. Dội xuống dưới đường đi chứ bây giờ mình không có cầm thế nào cầm gì mà mình đi được cả nhà. Đi đi. Yeah. Biến mất. Ủa đâu hả? Ủa đâu có tiêu ta? Giờ em đi đánh nó trước rồi. Để em đứng đây em quan sát thử coi. Nó mất tiêu rồi. Còn thấy không? Thấy thì dọa đèn thôi. Một cái này không đi nhận từ xa. Thấy. Mình đứng này, chạy xuống rồi. Giờ nó mất tiêu rồi. Cái chú còn sống nè anh Nguyên. Sống chứ sao không sống được. Mình thấy ông cái chú xanh lè luôn nè. Thì hai anh em mình trồng cái chuối này ở đây nè cả nhà. Thì hôm nay cái chuối nó chắc rõ vàng, ta thấy là tốt. Tôi thấy rõ vàng đứng thật lự đây mà. Để gần mất tiêu. Ý là mình sợ biến mất rồi nên mình cũng cố gắng là mình sẽ không có bật đèn cái nhà. Quá trời cái con gì à? Mình không, mình cố tình mình không bật cái đèn sáng lên để cho cô gái đừng biến mất luôn rồi, nhưng mà quay lại gần thì mất tiêu rồi. Thì là cô gái hiện tại ở đây với mọi người. Thì cả nhà coi như là cái linh hồn của cái cô gái này đã về ngôi mộ rồi cả nhà, mà đang giữ cái chuối này nè. Mình là mình khi nãy anh em mình vào quay đã thấy, nhưng mà xa quá không thấy rõ thôi. Thấy có một bóng một người phụ nữ đứng ngay chỗ cái cây chuối này. Cái dáng quen lắm nghe, dáng giống như bờ ôm bụng á. Thì có nghĩa là cô gái đã về cái ngôi mộ này cả nhà. Thì chắc có lẽ một xíu anh em mình sẽ chuẩn bị những cái trái cây hoa quả với lại quần áo giấy mình đã chuẩn bị. Thì hôm nay thì hai anh em mình có đến đây và cũng như là có đem theo ít trái cây và quần áo giấy. Nó với lại với tiền bạc thì chút xíu nữa thì anh em sẽ đặt cam. Thì cái này thì đầu clip là mình cũng đã có nói rồi, cái này là chị Liễu gửi cho mình chuyển khoản cho mình 200.000 để mình mua, nhờ mình mua những cái trái cây với lại những cái quần áo giấy này cả nhà. Thì mình rất là cảm ơn chị Liễu nha. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đặt máy cả nhà. Mình dừng để thằng đặt máy cả nhà. Ok cả nhà, coi như là anh em mình đã chuẩn bị và bài những cái cây với lại những cái hai bộ
hai bộ đồ cả nhà. Thì bây giờ thì hôm nay mình có đem mua cũng như là có mua cái trái cây cả nhà thấy không? Rồi. Nè, bốn trái, hai trái thêm trái bơm với hai trái lê với nhãn và chôm chôm với hai bộ đồ. Đó. Thì hai bộ đồ này giống nhau luôn, hai màu khác nhau nhưng mà cũng như nhau thôi. Dây dép, điện thoại, nhà cửa đàng hoàng. Có những cái thỏi son, đồng hồ vàng. Thì hồi nãy anh em vào thì cũng thấy là cô gái có hiện diện ở đây. Đó thì bây giờ anh em mình sẽ cúng kiến và đốt những thứ này. Thì rất là mong được cô gái nếu mà có nghe được lời anh em mình nói chuyện á thì hãy đến đây và nhận và chứng minh cho anh em mình. Thì hãy nhận những cái món đồ này cũng như là hưởng những cái hoa quả này. Rồi, ok thì giờ anh em mình sẽ đốt nhang và đốt quần áo cả nhà. Giờ mình đốt nhang cả nhà. Đây là không biết để làm sao nhưng thấy đường nữa. Cắm nhang đại đi. Chúc anh ở bên đó đó. Anh cầm ba cây thì anh đốt, anh cắm một cây trên bát hương này, còn hai cây anh cắm một đầu mộ cái mộ của cô gái ha. Còn một cây cắm đầu mộ của mình để nhờ cúng nè. Chứ giờ mình để dưới đất này thì nó dơ giấy, với lại nó không được sạch sẽ nữa mọi người. Giờ cúng xong thì cắm một bên cây ha. À, để cây trên này được rồi. Tại vì hiện giờ cái mộ cô gái nằm ở dưới này, mình không có để cái cây bị dưới này được, nên để nhờ ở bên ngôi mộ này. Rồi thì bây giờ mình sẽ đốt quần áo, đồ đạc. Đồ đạc mở ra cho đồ đạc. Chúng tôi mở không ra. Không có gì. Ủa nãy không có lấy cái tiền vàng bạc đâu. Tiền bạc không có, mới lại hết rồi. Hết rồi, chưa đi mua. Tại giờ dịch bệnh đó mọi người, mua đồ đạc cũng khó khăn lắm. Tại chỗ mình thì ít người bán lắm, muốn chạy xuống dưới chợ lớn chứ có người bán. Chứ nó không còn lông mặt luôn à. Nó táp cái xuống còn lông mặt luôn. Đầu tôi đang là ba cái tội cả. Ba cái bụi bay rất đúng kìa. Rồi xách cái bọc đi, nó mấy trái là rụng lụng rụng. Thì thôi ok, giờ hai anh em mình thôi phan phan coi nghe, muốn cháy khổ khổ, khổ dưới kìa. Mình cho cháy hết thì mình đi xíu để khỏi cháy lan á. Thấy nổ bốc 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 không? Ừ, khỏi cháy cỏ khô dưới. Kệ nó không cháy đâu, kệ đi. Nó tàn hết rồi. Thôi bây giờ thì hai anh em mình sẽ tạm lánh mặt cả nha. Ok thì hai anh em mình lại lần đó bỏ cái mít đây và sẽ đi nơi khác.
tạm đến mặt cho cô gái đến hưởng hoa quả và nhan khói nha mọi người. Ủa mít không để đây hả?
Rồi cả nhà ơi, nãy giờ có thấy điều gì không? Thì nãy giờ không biết ở trong này các bạn có thấy được điều gì không cả nhà? Ồ. Thì mình thấy xung quanh đây thì bình thường. Mọi điều bình thường, nhưng mà quan trọng là cái cô gái có hẹn ra nhận hương quả hay không nè. Thì ok, thì nếu mà có thì cả nhà mình nhớ comment với phần mình lẫn nha. Nếu yêu quý thì anh em thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em nha cả nhà. Ok. Thì ok cả nhà. Thì nếu cả nhà thì bây giờ xem có hiện tượng nào đó thì cả nhà hãy comment dưới cả nhà. Thì bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc clip và đi về mọi người. Bây giờ anh em sẽ kết thúc clip cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip lần tới mình nha cả nhà. Chào mọi người nha. Chào cả nhà.